Valentine đầu tiên không có người yêu sau 7 năm, Ngọc Trinh cũng đắng lòng khi nhìn lại những món quà này. Độc thân vào ngày lễ tình yêu là thiệt thòi của Ngọc Trinh khi cô không nhận được món quà đắt giá nào như mọi năm. Chia tay Hoàng Kiều chưa được lâu, không thể có ngay bạn trai mới nên bất đắc dĩ Ngọc Trinh đã lâm vào cảnh độc thân vào đúng ngày lễ tình nhân năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua cô nàng không đón Valentine cùng người yêu. Nhưng cô nàng không tỏ ra yếu đuối mà còn gửi đến người hâm mộ lời chúc vui vẻ rạng rỡ và tuyên bố rằng mình rất thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ như 500 anh em FA. Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng fan vẫn đoán rằng chắc hẳn cô nàng sẽ không khỏi hụt hẫng và buồn chán, nhất là khi nghĩ lại những món quà mà người yêu cũ đại gia đã từng tặng cô trong suốt những năm bên nhau thì lại càng chạnh lòng hơn. Năm ngoái, Ngọc Trinh khiến dân FA phải ghen tị khi khoe món quà cực độc từ người yêu, đó là một bó hoa hồng khổng lồ được kết thành hình trái tim cực hoành tráng và lộng lẫy, với ước tính giá trị lên đến 7.000 đô, tương đương 150 triệu đồng. Theo đó, tất cả hoa hồng này đều là hồng Ecuador loại 1 và nặng tới 400kg. Độ lãng mạn và chịu chơi của bạn trai Ngọc Trinh khiến không ít đại gia phải toát lên hết mồ hôi. Món quà vừa độc vừa đắt đỏ của người yêu cũ Ngọc Trinh, bái phục độ chịu chơi của vị đại gia này. Năm 2015, bạn trai này cũng tặng nữ hoàng nội y một bó hoa hồng kết hình trái tim tương tự. Tuy không đắt đỏ và hoành tráng như bó hoa năm ngoái, nhưng fan cho rằng giá trị của món quà nhỏ này cũng phải lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng vào lễ tình nhân 2014, món quà Ngọc Trinh được nhận ngoài một bó hoa cầu kỳ tinh tế thì còn thêm chiếc đồng hồ nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng. Theo một nguồn tin cho biết, đây là chiếc đồng hồ Bezerès có giá trị thị trường khoảng 40.000 đô, tương đương với mức giá gần 1 tỷ đồng. Phải nói rằng bên cạnh độ giàu có thì cũng phải công nhận rằng bạn trai cũ Ngọc Trinh rất chiều chuộng cô nàng. Không biết nhìn lại những món quà Valentine từ người cũ, Ngọc Trinh có chạnh lòng hay không?